Cái con zombie á, nó đánh mình xuống hên ghê luôn, rớt xuống được xuống sông cũng rất là đỡ. Vậy hết chỗ hả, hết chỗ sao gài đạn rồi, nó phải có chỗ để nó thả băng đạn ra. Bây giờ càng lúc càng rời xa khỏi căn cứ thân yêu. Sống lên, sống lên anh em ơi. Là đỡ. Vậy hết chỗ hả, hết chỗ sao gài đạn rồi, nó phải có chỗ để nó thả băng đạn ra. Bây giờ càng lúc càng rời xa khỏi căn cứ thân yêu. Sống lên, sống lên anh em ơi, sống lên. Cái gì vậy, đây là đàn gì vậy mà sao nó nhiều quá.